chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 24 tháng 1 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những tháng mùa khô và chưa xuất hiện hình thế gây mưa trái mùa nào, nên trong 24 giờ tới, trạng thái thời tiết chủ đạo vẫn là ngày có nắng sớm và kéo dài đến cuối chiều. Nhiệt độ ban trưa duy trì từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại Nam Bộ. Còn khoảng thời gian từ chiều tối nay đến sáng sớm mai, mưa chỉ diễn ra rất ít tại Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ tại vùng cao nguyên, còn khu vực Nam Bộ là từ 21 cho tới 24 độ. Tuy nhiên, đáng lưu ý là do ảnh hưởng của chiều cường nên mực nước tại các sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh trong chiều tối và đêm nay. Đặc biệt là đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ còn duy trì ở mức cao hơn báo động 3, sau đó xuống dần theo chiều. Đến khoảng ngày 27 tháng 1, mực nước đỉnh chiều cao nhất ngày tại các trạm trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh có khả năng xuống mức báo động 1. Như vậy, khoảng thời gian này ở vùng ven sông và nơi có địa hình trũng thấp, thoát nước kém tại thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ cao xảy ra ngập úng. Trước tình hình này, để đề phòng mực nước dâng cao gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của hoa cây cảnh phục vụ thị trường dịp Tết Kỷ Hợi sắp tới, các nông hộ tại quận Thủ Đức cần tiến hành gia cố bờ đê, đôn kê lại chậu cây lên cao, tránh trường hợp tái diễn tình trạng mai bị ngập nước dẫn đến sâu bệnh hại, chết cây hàng loạt gây thiệt hại nặng nề như năm 2016. Ngoài chiều cường thì vấn đề xâm nhập mặn sớm ở khu vực Nam Bộ cũng đang có những diễn biến đáng lo ngại. Theo ghi nhận của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre thì đã có những thời điểm nước mặn 4 phần nghìn xâm nhập vào sâu đến 40 km tính từ cửa các sông chính trên địa bàn tỉnh như là sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên. Và nồng độ mặn như vậy cao hơn mức an toàn để phục vụ tưới tiêu cho lúa vụ đông xuân 2018-2019 rất nhiều, có thể gây nên chết lúa. Vì vậy, theo khuyến cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre thì bà con không nên canh tác ở những vùng có nguy cơ thiếu nước, có khả năng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và vùng ngoài quy hoạch. Còn ở các địa phương nằm trong kế hoạch sản xuất lúa của tỉnh thì hiện tại không nên lấy nước mặn vào đồng, nên lựa chọn gieo trống lúa có khả năng chống chịu hạn mặn cao và chú ý tiến hành xuống giống theo đúng lịch thời vụ của ngành chuyên môn. Tiếp tục với thông tin thời tiết tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của đới gió đông nam từ biển thổi vào nên trong đêm nay và sáng mai có mưa nhỏ vài nơi, cùng tình trạng sương mù tập trung tại các tỉnh thành thuộc phía đông. Lúc này thì trời còn rét với nhiệt độ là từ 13 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Về trưa chiều mai thì trời khô ráo, hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, thời tiết thuận lợi cho hoạt động sản xuất ngoài trời của bà con. Ở các tỉnh miền Trung, ngày mai vẫn sẽ là một ngày trời nắng đẹp với trải dài toàn miền. Nhiệt độ vẫn có sự chênh lệch giữa các khu vực và tăng dần từ Bắc vào Nam. Lần lượt là từ 22 đến 24 độ tại Bắc Trung Bộ, 24 đến 29 độ ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa. Còn tại hai tỉnh cực Nam của miền Trung là Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ đạt mức là từ 30 cho tới 31 độ. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc là nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 cho tới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, phía Nam là từ 18 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 24 độ, phía Nam là từ 24 cho tới 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi vào đêm và sáng, phía Nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, phía Nam là từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ là 30 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho tới 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.